Dạ vâng, cơ sở mật ong Vườn Bắc Giang hôm nay em xin phép được gửi lời chào đến tất cả các bác làm thợ nuôi ong, các bác kinh doanh hộ nuôi ong nhỏ lẻ, các bác nuôi kinh tế. Đấy thì như hôm nay em giới thiệu đến cho các bác một vài cái sản phẩm, đó là những cái chiếc thùng quay mật ong. Thì như các bác thấy trên hình em để đây là những chiếc thùng quay mật ong inox dạng 2 cầu và 3 cầu. Đấy, thùng quay là thùng quay ly tâm nhé. Thì trước khi đi giới thiệu chi tiết về những cái sản phẩm thùng quay ngày hôm nay thì em cũng xin phép nói qua một chút về cái hình thức mua bán và giao dịch của bên em. Thì bên em nhận gửi hàng qua đường bưu điện. Khi các bác đặt mua thì vui lòng là nhấc điện thoại lên và điện trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại em sẽ để dưới phần tiêu đề của video. Đấy thì qua cái số điện thoại đấy thì em sẽ kết nối và em sẽ liên hệ với các bác tư vấn để các bác sử dụng những sản phẩm nào là hợp lý nhất. Đấy thì bọn em là bên gửi qua bưu điện thì là rất là an toàn, rất là cẩn thận khi gửi đến cho các bác, đến tận tay thùng nó phải nguyên vẹn, nhà em đóng khung rất là chắc chắn. Và khi hàng đến nơi các bác cũng được phép kiểm tra hàng ok ngon nghẻ trước khi các bác thanh toán hàng cho bên em. Cái đấy là cái điều rất là tuyệt vời khi bên đơn vị kinh doanh online, bán hàng online của chúng em được bên bưu điện người ta ưu đãi cái vấn đề đấy, ship đồng kiểm hàng nhé các bác nhé. Đấy thì cái mẫu thùng quay ngày hôm nay thì em sẽ đi giới thiệu về cái mẫu thùng quay 2 cầu trước đi. 2 cầu thì đây các bác có thể thấy một mẫu thùng quay 2 cầu của bên em, tay sách đều có đầy đủ hai bên này. Cái cầu này, cái khung cầu này thì có thể là các bác tháo ra, cái con lấy con T ấy, con cà lê hoặc con T, các bác tháo này ra, các bác vệ sinh bên trong thoải mái sạch sẽ nhé. Và thùng thì là đáy thùng là đáy bằng đấy, không có lỗ chảy mật. Và cái thùng giống thùng quay 2 cầu và 3 cầu thì các bác quay các bác vẫn phải đảo cầu nhé, quay 3 vòng bi này, bánh răng này. Đấy, thiết kế của cái thùng thì xung quanh thùng này bằng inox 304 không nhiễm, và cái cầu này thì bằng thép không gỉ và đã được bên cơ sở chúng em sơn một lớp sơn chống gỉ cho các bác để các bác yên tâm hơn. Đấy, về còn tiếp theo về cái mẫu khung quay 3 cầu thì cơ cấu hoạt động thì nó cũng là như vậy, và nó chỉ thêm một cầu nữa. Các bác nào mua nuôi tầm 10-20 đàn thì có thể sử dụng mẫu linh này. Còn về số lượng thì em luôn luôn đảm bảo rằng cái mùa ong năm 2020 này bên em đảm bảo là cung cấp đầy đủ tất cả cho các bác trên mọi miền Tổ quốc luôn. Bên em nhận gửi hàng toàn quốc nhé, các bác yên tâm vấn đề đấy. Thì một video ngắn thì em cũng không thể nói hết được tất cả những sản phẩm của bên em. Thì bên em là bên cơ sở bán vật tư hình ong cho nên rất đầy đủ. Các bác có thể tham khảo thêm trên kênh của em và có thể điện thoại trực tiếp cho em. Em xin kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em ngày hôm nay.